Chào các bạn, chúng ta lại đến với chuyên mục giải đáp với môn toán kênh YouTube của học giải. Hôm nay bạn Tuấn hỏi mình cách giải của cái phương trình 7 cộng với 4 căn 3 mũ x trừ đi 3 nhân với 2 trừ căn 3 mũ x cộng với 2 bằng 0. Thì mình nhớ có một số video mình đã nói với các bạn là trong cái phương trình mũ ấy, mà nó có dạng là một cái cơ số là a trừ b và một cơ số là a cộng b, thì thế nào các bạn sẽ sử dụng cái hàm đẳng thức hiệu hai bình phương là a trừ b nhân a cộng b và bằng a bình trừ b bình. Thế, tuy nhiên thì là ở cái dạng này nó biến thể đi một chút thôi các bạn ạ, cái đây nó chỉ biến thể đi một chút thôi. Các bạn nhìn thấy ở đây có căn 3, ở đây có căn 3 2 này, ở đây có 4 này. Các bạn thấy là mình thấy nó có cái gì nếu nó khá là liên quan đến nhau, đúng không? Khá liên quan đến nhau. Vậy thì bạn thử tìm cách để đưa được về cái a trừ b nhân a cộng b này bằng a bình trừ b bình xem sao, đúng không? Thế thì ở đây bạn nhìn thấy này, ở đây mình có 7 cộng với 4 căn 3, 7 cộng 4 căn 3 bạn để ý này, hoàn toàn có thể biến đổi được về bình phương của một tổng nào đó. Bạn để ý nhé, hoàn toàn có thể biến đổi được về bình phương của một tổng nào đó. Cái này lớp 8 mình biến đổi rất là nhiều. Thế bây giờ mình thử xem nhé, bạn nhìn này, ta thấy 7 cộng với 4 căn 3 bằng cái gì nào? Thì bạn để ý này, mình như mình vừa nói là mình có thể biến đổi về bình phương của một tổng, đúng không? Ở đây 4 căn 3, vậy thì các bạn để ý vào cái chỗ này này, cái tích này, 4 căn 3 này. Vậy thì chắc chắn cái số thứ nhất nó phải là căn 3 hoặc là số 2. Số thứ hai nó có thể là số 2 hoặc là căn 3, nó cháo ngược nhau. Vậy thì bây giờ mình thử xem sao nhé, cái này chỉ là thử thôi. 2 cộng với căn 3, đúng không? Bởi vì nó bình phương thì nó phải hai lần tích số thứ nhất với số thứ hai, đúng không? 2 nhân 2 bằng 4, 4 nhân căn 3 đây bằng 4 căn 3. Vậy thử xem nó có bằng không? Bạn để ý này, bình phương số nhất tức là 2 4 này cộng bình phương số thứ hai tức là 3, 4 cộng 3 bằng 7, chuẩn chưa? Cộng với hai lần tích số nhất thứ hai tức là cộng bằng 4 căn 3 ở đây. Đấy chưa? Thì ở đây nó có 2 cộng căn 3, bạn thấy ra dạng a trừ b nhân a cộng b chưa? Vậy ở đây có 2 trừ căn 3. Đấy chưa? Và tiếp tục bạn để ý tiếp là gì? 2 trừ đi căn 3 nhân với 2 cộng với căn 3 thì nó bằng a bình trừ b bình tức là 4 trừ đi 3 đây bằng 1. Đấy, bạn để ý thì lúc này tất cả các cơ số này lúc này nó có mối quan hệ với nhau rồi. Được chưa nào? Thế thì bây giờ mình biến đổi phương trình về tương đương với gì? Phương trình tương đương với 2 cộng với căn 3 tất cả bình phương. Được chưa nào? Trừ đi. Bạn nhìn để ý này, bây giờ mình phải biến đổi cái này về 2 cộng căn 3, đúng không? Thì 2 trừ căn 3 chính bằng 1 chia cho 2 cộng căn 3. Đúng không nào? Đây sẽ là 3 nhân với 2 cộng 2 trừ căn 3 mũ x. 2 trừ căn 3 mũ x thì bạn để ý này, nếu 2 trừ căn 3 mũ x, đây, 2 trừ căn 3 thì bằng 1 chia 2 cộng căn 3, đúng không nào? 2 trừ căn 3 mũ x thì bằng 1 chia cho 2 cộng căn 3 mũ x. Vậy thì đây nó chính là 3 chia cho 2 cộng căn 3 mũ x. Được chưa nào? Và cộng với 2 bằng 0. Đấy, bạn làm từng bước một như thế thì không bao giờ sai được, 100% không sai, chỉ có thể là các bạn cố tình các bạn sai thôi. Thì bây giờ quy đồng như thôi, tương đương với gì? Thằng này nhân đây tức là 2 cộng với căn 3 mũ 2 cộng 1, đúng không? Thì bằng 3. Được chưa nào? Cái gì đấy, mình xin lỗi, ở chỗ này là 2 cộng căn 3 tức là bình, nhưng mà ở đây mũ x nữa, thế đây là mũ 2 x. Được chưa nào? Thì đây sẽ là mũ 3 x. Đấy, các bạn thấy làm lần lượt như mình như thế rồi mà cuối cùng vẫn sai. Đấy, các bạn thấy nhiều khi mồm nói nhưng mà tay sẽ viết một kiểu. Thế mới gọi là tài. Bây giờ đây cộng với 2 nhân với 2 cộng căn 3 tất cả mũ x và trừ đi 3 bằng 0. Đấy, bạn nào không biết quy đồng thì thôi mình cũng chịu, mình không hướng dẫn được. Quy đồng như vậy. Thì đến đây mình thấy đây nó là dạng phương trình bậc 3 đối với 2 cộng căn 3 rồi. Đấy chưa? 2 cộng căn 3 mũ x. Vậy thì phương trình bậc 3 này thì một là các bạn không nghe luôn được, còn nếu bạn nào mà không hiểu thì đặt ẩn phụ thôi. Ở đây mình không hiểu, mình đặt ẩn phụ, đặt 2 cộng căn 3 không nghe luôn được, các bạn nhớ nhé, mũ x bằng t thì điều kiện lúc này t này ở đây phải lớn hơn 0. Đấy chưa nào? Giả thiết đây là phương trình sao đi, thì phương trình sao sẽ tương đương với gì? T đây là 2 cộng căn 3 mũ x, được chưa? 2 cộng căn 3 mũ 3 x thì nó trở thành t mũ 3 cộng với 2t
Được chưa? Trừ đi 3 và bằng bằng 0. Đấy. Thì đây là một phương trình bậc 3. Mình nhẩm thêm một nghiệm là 1 cộng 2 bằng 3, 3 trừ 3 hết, một nghiệm bằng 1, đúng nào? Vậy các bạn hóc ne ra. Hóc ne chắc chẳng ai không biết được, đúng nào? 1 này, 0, 2 và đây là trừ 3, hạ 1, một nghiệm bằng 1 nhân ngang cộng chéo. Vậy đây là 1. Đây là 3, 1 3 đây là hết. Được chưa? Vậy phương trình này sẽ tương đương với gì? T trừ 1. Các bạn lấy máy tính rồi bấm được giải phương trình 3 nhanh. Đấy chưa? Nhân với T bình phương cộng T và cộng 3. À, các bạn bấm máy tính thì chỉ có một nghiệm đấy thôi, và một nghiệm là nghiệm phức. Đấy chưa? Kiểu gì các bạn vẫn phải hóc ne này ra rồi, không còn cách nào khác. Thì ở đây mình suy ra đây là phương trình tích. Vậy nó có hai nghiệm T trừ đi 1 bằng 0, và một nghiệm nữa là T bình phương cộng 1 cộng 3 bằng 0. Mình biến đổi một chút, mình đỡ phải máy tính tiếc gì. Ở đây T bằng bằng 1 này. Dưới này nó sẽ là T cộng với 1 phần 2. Phương trình dưới này vô nghiệm rồi các bạn ạ. Tức là bình. Đây là cộng 3. Đây 1 phần 4. 1 phần 4. 1 phần 4 mà cộng với x nó sẽ bằng 3. Vậy thì mình sẽ x gì sẽ bằng 3 trừ đi 1 phần 4. 4 3 12 trừ 1 bằng 11 phần 4. Ok, ở đây sẽ là cộng với 11 phần 4 bằng 0. Thì các bạn thấy cái này vô lý không? Cái này là VL. Được chưa nào? Vô lý. Cái này thỏa mãn, đúng nào? Thỏa mãn. Vậy thì lúc này mình suy ra nghiệm T sẽ bằng 1. T bằng 1 thì tương đương với gì? Mình đã đặt 2 cộng với căn 3 mũ x bằng 1 rồi. Vậy thì suy ra đây bằng 2 cộng căn 3 mũ 0, vậy suy ra x thì sẽ bằng 0. Ok chưa? Đây là nghiệm của phương trình. Nghiệm bằng 0. Các bạn kiểm tra lại, khi các bạn làm xong rồi mà còn thừa thời gian các bạn kiểm tra lại đúng không? Đây mũ 0 thì cái này bằng 1, cái này mũ 0 thì là 1. Vậy 1 trừ 3 thì bằng trừ 2, trừ 2 cộng 2 thì bằng hết. Được chưa? Vậy xong. Đấy, mình đã trả lời xong câu hỏi của bạn Tuấn. Bạn để ý xem các bước làm như thế nó có ổn hay không? Có phải có thắc mắc gì không? Nếu thắc mắc gì các bạn bạn comment ở bên dưới cho mình. Mình sẽ trả lời câu hỏi của bạn. Được chưa nào? Tiếp theo bạn hỏi mình một câu này thì khó, mình thấy câu này đúng là một câu khó thật. Chưa rồi, gọi điện cũng tắt. Rồi. Đây, bạn Tuấn bạn hỏi mình một câu này giải cái phương trình này. Nhìn vào đây thì mình thấy choáng rồi. Hai lần căn như này choáng. Nhưng mà đây nó là một cái dạng của phương trình bạn ạ. Mình nghĩ đây là một cái câu hỏi. Đây là một câu hỏi khó, nếu mà không để ý thì sẽ không làm được cái câu này. Bạn chờ mình một chút nhé, có điện thoại. Rồi, các bạn thông cảm, đang quay video thì có người gọi điện thoại. Với cái dạng bài như này thì bạn để ý này, mình nghĩ rằng đây cũng là một cái dạng bài khó mà không có cách làm thì không giải được. Nhìn đây thực ra là rất là khó để giải. Bình phương cả hai vế đây để mất một căn, nhưng mà cái này bình phương lên thì lại càng khó giải quyết. Đặt căn bậc 2 của 1 trừ đi 2 mũ x bằng t thì xem nào, ở đây là căn 1 cộng t, ở đây 1 cộng với 2t, tức cả mũ 2x thì 2x cũng có thể chuyển được về t. Ồ, nhưng mà cũng sẽ rất là khó. Nói chung là những cái cách thông thường nó rất là khó rồi, thì cái này nó phải có phương pháp để giải thì mới giải ra được các bạn ạ. Bạn để ý ở đây mình thấy có 1 trừ đi 2 mũ 2x. Ở đây cũng có 1 trừ đi 2 mũ 2x. Thế thì nếu như mình đặt 2 mũ x mà bằng t, bạn để ý là đây ở đây nhá. Bạn để ý ở đây này. Mình đặt đây nhá, 1 trừ đi 2 mũ 2x có phải nó bằng là 1 trừ đi 2 mũ x tất cả bình phương này không? Đúng không? Thế nếu như mà mình đặt cái 2 mũ x này bằng sin, đặt 2 mũ x và bằng sin t chẳng hạn, hay sin u gì đấy, được chưa nào? Thì bạn thấy rằng là nó sẽ ra được dạng là 1 trừ đi sin bình không? 1 trừ sin bình thì nó bằng cốt bình, đúng không? 1 trừ sin bình bằng cốt bình, ở đây nó khai căn được, ở đây cũng khai căn được. Vậy thì khả năng cao là nó sẽ ra, đúng không? Thì đối với những cái bài này mình phải làm như vậy. Và nếu người ta cho thì cũng phải cho như này thì mới làm được, thì không thì không làm được. Đấy, để ý như thế nhá. Ở đây bạn có thể đặt bằng sin hoặc đặt bằng cốt, tùy các bạn. Được chưa nào? Thế thì
dựa vào cái theo cái tinh thần như thế thì chúng ta thử làm cái bài này xem sao. Nói thực tế là mình cũng không biết, là mình chưa biết cách nào để cho nó tối ưu cho cái bài này. Mình chỉ nhớ là cái bài đối với những cái dạng bài như này thì phải làm như vậy thì nó mới ra được. Thế thì bây giờ để làm bài này thì bắt đầu mình đặt điều kiện xem sao nào. Điều kiện ở đây là một lê dương rồi. Vậy thì ở đây nó chỉ có 1 trừ đi 2 mũ 2x phải lớn hơn hoặc bằng 0 thôi. 1 trừ đi 2 mũ 2x lớn hơn hoặc bằng 0. Vậy thì mình suy ra 2 mũ 2x phải nhỏ hơn hoặc bằng 1. Vậy đây sẽ phải là suy ra 2x phải nhỏ hơn 0. Các bạn có thể viết luôn nhé. Nhỏ hơn bằng 0, vậy ở đây mình suy ra x nhỏ hơn bằng 0. Đấy. X thì phải nhỏ hơn bằng 0, đây là điều kiện. Bạn viết luôn được cái này, điều kiện này ra, không cần phải viết cái này ra nhé, viết luôn. Viết ra nháp xong viết điều kiện x nhỏ bằng 0 vào. Đây này. Đấy, ok. Tiếp tục. Đặt thôi. Đặt. Đặt 2 mũ x bằng sin sin của t. Đấy, quen chữ t. Thì bây giờ đối với sin t thì bây giờ mình lại phải có điều kiện. Đúng không nào? Bạn để ý này, 2 mũ x này ở đây là mình đã đặt điều kiện để nó cho nó lớn không rồi. Đúng không nào? Đây đây, bạn bạn nhìn thấy hai bản thân cái 2 mũ x này nó đã phải lớn không rồi. Được chưa nào? X thì nhỏ hơn hoặc bằng 0. X thì nhỏ hơn bằng 0 thì cái 2 mũ x này nó vẫn dương bình thường, x âm thì nó vẫn là dương bình thường. Vậy điều kiện ở đây nó sẽ phải là gì? 0 phải nhỏ hơn sin t. Xem nào. Ở đây là nhỏ hơn bằng 0 nữa. Vậy thì khi x thì bằng 0 thì đây bằng 1, vậy sin t bằng 1, đúng không nào? Vậy thì ở đây nó sẽ phải nhỏ hơn hoặc bằng bằng 1. Được chưa nào? Hay nói cách khác là t nó phải thuộc cái khoảng d0 này, t bằng 0 thì đây nó là 0 và 1 thì nó bằng pi trên 2, thuộc cái nửa khoảng 0 đến pi trên 2. Được chưa? Ok. Đây là cái điều kiện nó phát sinh ra thôi các bạn ạ. Điều kiện phát sinh ra. Thì bởi vì lúc này mình chuyển cái phương trình đang là ẩn x và bây giờ mình giải phương trình theo ẩn theo t, đúng không nào? Thì lúc này phương trình nó sẽ tương đương với gì? Căn bậc 2 của 1 cộng với căn bậc 2 của 1 trừ đi 2 mũ x bằng sin rồi. Thì đây sẽ là sin bình t. Đấy, ok chưa? Bằng 1 cộng với 2 căn bậc 2 của 1 trừ đi sin bình t. Rất là đẹp, đúng không? Và nhân với 2 mũ x. 2 mũ x thì bằng sin t. Sin t bằng 0. Ô sao lại đây có dấu bằng nhỉ? Sao lắm dấu bằng thế? Bạn chờ mình một chút, mình check lại xem cái đề bài như này nhé. Đề bài mình thấy là mình chép chắc là sai rồi. Để mình check lại cái đề bài đã. Các bạn chờ mình một chút. Ok. Ở đây không có dấu bằng 0 này. Không có dấu bằng 0 này. Không có dấu bằng 0. Ok, mình xin lỗi các bạn, thông cảm cho mình nhé. Rồi, thì bây giờ các bạn nhìn để ý này. 1 trừ sin bình ở đây nó sẽ bằng là cos bình phương, đúng không nào? Cos bình thì căn bậc 2 của cos bình thì bằng giá trị đối của cos giá trị đối của cos t. Cos t mà bây giờ t lại nằm trong khoảng từ 0 nửa khoảng từ 0 đến pi 2, vậy cos của nó dương. Được chưa nào? Vậy thì hoàn toàn vứt vứt được cái dấu giá trị đối đi. Vậy thì phương trình này sẽ tương đương với gì? Bạn để ý đấy cho mình nhá. Còn nếu như lúc này t mà không thuộc cái này nửa khoảng từ 0 đến pi 2, nếu t mà nó thuộc cái khoảng từ 0 cho đến pi chẳng hạn, thì lại phải xét hai trường hợp. Một cái trường hợp là nó thuộc cái khoảng từ 0 đến pi 2 và một cái trường hợp là thuộc khoảng từ pi 2 cho đến pi, thì lúc ấy cos nó âm thì bạn lại phải thêm một cái dấu âm nữa thì nó mới ra được. Đúng nào? Đây nó sẽ là 1 cộng với cos t. Ok. Bằng 1 cộng với 2 cos t. Tương tự thôi, đúng không? Và đây nhân sin t. Úi giời ơi. Khó đấy. Không đơn giản đâu. 1 cộng cos t căn bậc 2 mà bình phương lên, khó rồi. À rồi, mình hoàn toàn mình có làm được theo kiểu như này, bạn để ý này. Bạn để ý công thức hạ bậc cos bình x bằng 1 cộng với cos 2x chia cho 2 sin bình x. Đến đâu mình nhắc các bạn luôn đấy nhá, các bạn nhớ luôn 1 trừ đi cos 2x
chia cho 2. Ok, các bạn nhớ cho mình cái này. Thế nào? Vậy thì ở đây 1 cộng cos t nó chính là bằng 2 lần sin bình phương của t trên 2. Đấy chưa? Bằng cái này nhân phá tung ra. Sin t cộng với 2 sin t cos t, 2 sin t cos t chính là bằng sin 2t. Ok, à, người ta cho có lý do của nó đấy. Đẹp rồi. Bài này như thế này hoàn toàn giải được rồi, không vấn đề gì cả. Tương đương. Lại để ý ở đây có sin bình t trên 2. Đúng không? Thì khai căn ra thì bằng là giá trị đối của sin t trên 2, nhưng t lại thuộc khoảng từ 0 nửa khoảng 0 đến pi 2. Vậy thì sin t nó sẽ dương, dương như vậy thì không cần phải giấu giá trị đối nữa. Vậy đây nó sẽ là gì? Căn 2 nhân với sin của t trên 2 bằng sin cộng sin bằng 2 lần sin cos, đúng không nào? Công thức biến đổi tổng hành tích sin của t cộng 2t là bằng 3t trên 2. Được chưa nào? Nhân với cos của t trừ 2t thì bằng trừ t chia cho 2. Ờ. Thế thì làm sao mà ra được? Đây rồi, mình nhầm chỗ này rồi, sai rồi. Sao cái bài này làm lỗi thế nhỉ? Ở đây nó phải là gì? Cos bình t trên 2. Cos bình phương t trên 2. Đấy, các bạn nhớ ý. Đây nó sẽ là cos t trên 2. Cos t trên 2. Nhầm rồi. Đấy, đến như này mới đúng. Đây cos của gì? Cos của cos đối thì đây sẽ vẫn là cos của t trên 2. Đúng rồi. Thì đến đây rồi sẽ ra. Làm chán quá. Rồi, thì bây giờ tương đương này. Tương đương mình nhóm cos t trên 2 ra ngoài. Đấy, làm khi các bạn để ý là mình thấy nó đang băng băng ra mà đến cái khúc mắc cái gì đấy thì bạn phải để ý, nó khúc mắc mà không ra được. Ví dụ ở đây mà sin t trên 2 thì không làm được. Không thể làm được các bạn ạ. Đấy, thì khúc mắc ở chỗ nào đấy thì bạn quay lại các bạn xem, giống như mình ấy, mình rất là hay sai theo kiểu như vậy. Nhóm ra thì đây còn căn 2 trừ đi 2 sin 3t trên 2. Và cái này bằng 0. Được chưa nào? Cái này mình giải luôn nhá. Suy ra cos t trên 2 bằng 0. Bằng 0. Và một nghiệm nữa, sin 3t trên 2 bằng căn 2 trên 2. Đây. Sin 3t trên 2 thì bằng căn 2 trên 2. Suy ra. À thôi, bây giờ mình giải từng trường hợp một đi cho nó đỡ lẫn. Đây, trường hợp cos t trên 2 bằng 0. Cos t trên 2 bằng 0. Sao thế nhỉ? Cos t trên 2 bằng 0 thì tương đương với gì? Cos của pi 2 bằng 0. Đúng không nào? Thì ở đây sẽ tương đương với cos t trên 2 bằng pi trên 2. Đấy, chán thế nhỉ? Cos của pi 2. Vậy thì ở đây mình suy ra t trên 2 sẽ bằng pi trên 2 cộng với k2pi, và một nghiệm nữa là trừ pi trên 2, đúng không? T trên 2 bằng trừ pi trên 2 cộng với k2pi. Ở đây k thuộc z. Đấy, có hai nghiệm này thì thực ra về bản chất thì bạn có thể gộp lại thành một nghiệm được, đúng không nào? Bạn gộp nghiệm lại, tức là nghiệm lúc này nó chỉ còn nghiệm là gì? T trên 2 này cho nhanh bằng pi trên 2 cộng với kpi thôi, đúng không? Ở đây k thuộc z, các bạn có thể gộp nghiệm như này được. Đấy chứ nào? Vậy thì lúc này mình suy ra t sẽ phải bằng là đây là bằng pi này cộng với k2pi, đúng không? T bằng pi cộng với k2pi. Thế nhưng mà t nó lại phải nằm trong nửa khoảng từ 0 cho đến pi 2 cơ. À, thì ở đây nó sẽ là bằng pi rồi, vậy thì mình sẽ phải loại cái nghiệm này. Loại. Được chưa? Loại. Tiếp tục làm cái trường hợp tiếp theo là sin 3t trên 2. Trường hợp là sin 3t trên 2 bằng căn 2 trên 2. Căn 2 trên 2 thì bằng pin 4, đúng không nào? Bằng sin pin 4. Vậy thì ở đây mình suy ra 3t trên 2 bằng pi trên 4 cộng với k2pi. Và một nghiệm nữa là 3t trên 2 bằng pi trừ pin 4, tức là 3 pin 4, đúng không nào? 3 pi trên 4 cộng với k2pi. Đây k thuộc z.
Thì lúc này mình suy ra nghiệm xem nào. Nghiệm là cái gì? 2 nhân đây thì còn pi nhân 2, đây là t bằng pi nhân 6. Đúng không? 2 nhân đây pi nhân 2 pi nhân 6, đây 2 nhân đây là 4. Tức là k 4 pi nhân 3 cộng với k 4 pi chia cho 3. Và một nghiệm nữa. Thằng này nhân đây chia 2 được 3 phần 2, đây còn pi nhân 2 thôi. T bằng 3 giải nước đây 3 đây nhá. Rút ra 2 thì đây là còn 2 pi nhân 2, 3 pi nhân 2, 3 pi nhân 2 chia 3. Thế vậy bằng pi nhân 2. Chán nhẩm rồi các bạn ạ. Đây là k 4 pi trên 3 cộng với k 4 pi trên 3. K thuộc z nhá. K thuộc z các bạn tự viết vào cho mình. Thế thì bây giờ để ý này. Để ý rằng là cái nghiệm T nó phải thuộc nửa khoảng từ 0 cho đến pi nhân 2. Vậy thì ở đây các bạn thấy rằng là vậy thì k trong này chỗ này sẽ phải bằng 0 rồi, đúng không? K bằng 0. K bằng 1 không được, k bằng 1 thì nó bằng 4 pi 3 cộng pi 6 thì chắc chắn nó phải lớn hơn pi 2 rồi. Mình phải cộng xem nào. 1/6 cộng với 4/3. Chán nhẩm lắm rồi các bạn, 1/6 cộng với 4/3 thì bằng là 1 cộng với 8 chia cho 6 chứ bằng 9. 9/6 à? 6 chia 3 bằng 2, 8, 9/6, 9/6 thì bằng là 3/2. 3/2 lớn hơn 1 rồi, đúng rồi. Lớn pin 2. Vậy thì lúc này chỉ lấy k bằng 0 thôi. Được chưa nào? Thế thì ở đây các bạn chỉ cần viết là gì? Do t là thuộc cái nửa khoảng từ 0 đến pi 2. Được chưa? Vậy ở đây mình suy ra chỉ có hai nghiệm là một nghiệm t bằng pi 6 và một nghiệm là t bằng pi 2 pi 2 thôi. Đấy. Được chưa nào? Nó có một nghiệm như này. Nên suy ra t sẽ bằng pi 6. Và một nghiệm nữa là t bằng pi 2. Được chưa? Thì mình đã đặt hai mũ x bằng sin t. Lúc nãy mình ban đầu tiên mình đã đặt hai mũ x bằng sin t. Vậy bây giờ thay t vào là bạn giải ra thôi, đúng không nào? Vậy ở đây mình suy ra luôn nhé. Suy ra này. Hai mũ x t bằng pi 6 thì hai mũ x sẽ bằng sin của pi 6. Mà sin của pi 6 thì nó là bằng bao nhiêu được nhỉ? Bằng 1/2. Đúng không? Sin pi 6 bằng 1/2, 1/2 chứ bằng 2 mũ trừ 1. Vậy ở đây mình suy ra x bằng trừ 1. Đẹp quá. Suy ra x bằng trừ 1. Tiếp tục. 2 mũ x sẽ bằng sin t. Sin của pi 2, sin pi 2 bằng 1, đúng không nào? Thì chính bằng 2 mũ 0. Được chưa? Vậy ở đây mình suy ra x thì bằng 0. Được chưa nào? Thỏa mãn hết chưa? Điều kiện là x thì nhỏ hơn hoặc bằng 0. Thỏa mãn hết rồi. Điều kiện ban đầu của mình là x nhỏ hơn bằng 0. Vậy thì ở đây một nghiệm bằng trừ 1, một nghiệm bằng 0. Hoàn toàn thỏa mãn. Vậy thì chả có lý do gì mà mình không làm đáp số thôi. Đúng không? Đây, đáp số. Đáp số có hai nghiệm là x bằng trừ 1 và một nghiệm nữa là x chỉ bằng 0. Đấy, các bạn tự làm xong rồi các bạn để ý xem là cái nghiệm của mình giải này nó có đúng không nhá. Nhiều khi nó không được đúng, nó không trọn vẹn đâu. Thì nếu mà nó sai thì các bạn comment cho mình bên dưới để mình sửa và các bạn thông cảm cho mình. Ai cũng có lần sai mà, đúng không các bạn? Ai cũng lần sai. Nhưng mà các bạn, mình thì làm sai này thì nó vô thưởng vô phạt để mang tiếng với các bạn thôi. Nhưng các bạn đi thi mà các bạn làm sai như này thì đồng nghĩa với việc là chúng ta thi không đỗ. Như thế nào? Vậy cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc các bạn học tốt. Nếu các bạn cảm thấy video hay thì nhờ các bạn like, đăng ký kênh và chia sẻ lên Facebook giúp mình. Mình rất là nhấn mạnh một câu là nhờ các bạn chia sẻ các video của mình lên Facebook giúp mình để cho các bạn khác cùng biết và cùng học. Bởi vì là có nhiều bạn hỏi những câu hỏi này, nhiều khi nó trùng lặp, nó lặp lại lắm, nên nó rất là mất công mình làm video. Thế thì tất cả là mình nhờ các bạn. Đấy, chúc các bạn thành công.